Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn Tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 7: Nói và nghe, kể chuyện, sự tích cây khoai lang. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 33. Chúng mình cùng nhau vào bài học nhé! Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ vào phần đầu tiên, đó là phần nói và nghe. Ở phần này có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất như sau. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh. Các em hãy quan sát, đây là bốn bức tranh trong câu chuyện Sự tích cây khoai lang bây giờ các em hãy bấm dừng hình dự đoán xem uh, nội dung của từng bức tranh như thế nào nhé cô mời các em bấm dừng hình nào cô mời các em quay trở lại màn hình chúng mình cùng nhau dựa vào câu hỏi gợi ý dưới tranh và dự đoán nội dung của từng tranh nhé trước tiên tranh thứ nhất chúng mình thấy trong tranh đó là hình ảnh gì à các em ạ à, trong tranh là hình ảnh hai bà cháu đang đào một củ gì đó và chúng ta có thể nhìn thấy đây là hình ảnh hai bà cháu đang đào củ mài đấy vậy tranh một chúng ta có thể dự đoán nội dung như sau hai bà cháu đang đi đào củ mài để ăn tiếp tục ở bức tranh thứ hai, quan sát thấy trong tranh thứ hai có hình ảnh gì? Đáp án của cô là trong bức tranh thứ hai, chúng mình quan sát thấy hình ảnh một cậu bé đang khóc và xa xa chúng ta thấy có một đám cháy rất là lớn. Và câu hỏi gợi ý dưới tranh như sau: Chuyện gì xảy ra với hai bà cháu khi rừng bị cháy? Vậy dựa vào câu hỏi gợi ý và nội dung của bức tranh thứ hai này, chúng ta có thể đoán đó là Khu rừng bị cháy, nương lúa của cậu bé cũng thành cho bụi. Cậu bé buồn quá, nước mắt trào ra. Tiếp tục chúng mình dự đoán bức tranh thứ ba nhé. Ở bức tranh thứ ba, chúng mình nhìn thấy hình ảnh cậu bé đang cầm trên tay một củ gì đó rất lạ và khi uh, nướng thì có uh, củ khoai chín có màu vàng ở trong và màu tím ở ngoài. Cậu bé ăn thấy rất ngon và đem về biếu bà của mình đấy. Câu hỏi gợi ý dưới tranh như sau: Điều may mắn gì đã đến với hai bà cháu? Dựa vào câu hỏi gợi ý này, chúng ta đoán nội dung của bức tranh thứ ba như sau: Một hôm, cậu bé đào được củ bất rất kỳ lạ. Khi nấu chín có mùi thơm, cậu bé thấy rất ngon nên đem về mấy củ biếu bà. Bây giờ chúng mình dự đoán bức tranh thứ tư nhé. Ở bức tranh thứ tư chúng ta thấy hình ảnh gì? À, trong bức tranh thứ tư là hình ảnh bà và cháu đang cùng nhau đào củ uh, cây vật một cây lạ và mọi người dân cũng đang cùng nhau À, đào những củ đó lên đấy Câu hỏi gợi ý dưới tranh là Hai bà cháu đã làm gì để giúp mọi người hết đói khổ? Dựa vào câu hỏi này, chúng mình có thể đoán nội dung của bức tranh thứ tư như sau Loài cây lạ mọc ra khắp nơi Mọc ra từ củ màu tím, đỏ Như vậy vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau dựa vào gợi ý câu hỏi ở dưới bức tranh và quan sát tranh đã đoán được nội dung của từng bức tranh rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 2 nhé. Phần 2 yêu cầu như sau: nghe kể chuyện sự tích cây khoai lang. Bây giờ các em hãy cùng nhau quan sát bốn bức tranh, nghe cô giáo kể lại nội dung của câu chuyện sự tích cây khoai lang nhé. Sự tích cây khoai lang ngày xưa có hai bà cháu nghèo khổ hàng ngày phải đi đào củ mài để ăn một hôm cậu bé nói với bà bà ơi cháu đã lớn cháu sẽ làm nương trồng lúa để có gạo nấu cơm từ đó cậu bé chăm chỉ trồng cấy trên nương năm đó gần đến ngày thu hoạch thì chẳng may khu rừng bị cháy Nương lúa thành cho bụi Cậu bé buồn quá Nước mắt trao ra Bỗng bụt hiện lên bảo Ta cho con một điều ước Con ước gì? Dạ Con chỉ mong Bà con không bị đói khổ Bụt gật gù và biến mất Hôm ấy Cậu bé đào được củ gì rất lạ Củ bị nửa rừng hun nóng Có mùi thơm ngọt ngọt. Cậu nếm thử thấy rất ngon. Bèn đào thêm mấy củ nữa đem về cho bà. Bà tấm tắc khen ngon và thấy khỏe hẳn ra. Cậu bé kể lại câu chuyện gặp bột cho bà nghe. Bà nói, vậy củ này chính là bột ban cho con đấy. Bà não bảo hãy vào rừng tìm thứ cây quý đó em trồng khắp bìa rừng bờ suối để người nghèo có cái ăn. Cậu bé làm theo lời bà dặn, chỉ mấy tháng sau, loài cây lạ mọc khắp nơi, rễ cây phình to ra, thành củ có màu tím đỏ. Từ đó, nhà nhà hết đói khổ, mọi người gọi đó là cây khoai lang. Đến bây giờ, khoai lang vẫn được nhiều người ưa thích. Như vậy vừa rồi, các em đã nghe cô giáo kể nội dung của câu chuyện Sự tích cây khoai lang Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nghe cô giáo kể lần hai Từng đoạn của câu chuyện và trả lời các câu hỏi dưới tranh nhé Ở bức tranh thứ nhất, chúng mình nhìn thấy hình ảnh hai bà cháu đang đào củ mai để kiếm ăn đấy. Chúng mình nghe cô giáo kể câu chuyện đoạn 1 nhé. Sự tích cây khoai lang Ngày xưa có hai bà cháu nghèo khổ hàng ngày phải đi đào củ mài để kiếm ăn Một hôm cậu bé hỏi bà Bà ơi, cháu đã lớn Cháu sẽ làm nương, trồng lúa để có gạo nấu cơm Từ đó cậu bé chăm chỉ trồng cây trên nương các em vừa nghe cô giáo kể nội dung của đoạn 1. Cho cô biết hai bà cháu nghèo khổ làm gì để sinh sống? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau quan sát câu trả lời nhé. Hai bà cháu nghèo khổ đang đào củ mài để kiếm ăn đấy tiếp tục chúng mình nghe cô giáo kể nội dung của đoạn 2 nhé. Năm đó, gần đến ngày thu hoạch lúa, thì chẳng may khu rừng bị cháy, nương lúa thành cho. Cậu bé buồn quá, nước mắt trào ra, bỗng bụt hiện lên bảo, ta cho con một điều ước, con ước gì? Dạ, con chỉ mong bà của con không bị đói khổ." Bụt gật gù rồi biến mất. Các em vừa nghe cô giáo kể nội dung của đoạn 2, cho cô biết chuyện gì xảy ra với hai bà cháu khi rừng bị cháy. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta suy nghĩ và trả lời câu hỏi ở bức tranh thứ hai nhé. Mời các em quay trở lại màn hình đáp án của cô như sau Khi khu rừng bị cháy Nương lúa của cậu bé cũng thành cho Cậu bé buồn quá Nước mắt trao ra Và có một ông bụt hiện lên Đã giúp cậu bé Hoàn thành điều ước của mình đấy Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ ba Nghe cô giáo kể lại nội dung bức tranh thứ ba nhé Hôm ấy Cậu bé đào được củ gì rất lạ củ bị lửa rừng hút nóng có mùi thơm ngon ngọt cậu bé nếm thử thấy rất ngon bèn đào thêm mấy củ nữa đem về cho bà bà tấm tắc khen ngon và thấy khỏe hẳn ra cậu bé kể lại câu chuyện gặp bụt cho bà nghe bà nói vậy củ này chính là bụt ban cho con đấy con hãy vào rừng tìm thứ cây quý đó đem trồng khắp bìa rừng, bờ suối để người nghèo có cái ăn. Các em vừa nghe cô giáo kể nội dung của đoạn 3, cho cô biết điều may mắn gì đã đến với hai bà cháu. Cô mời các em hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và trả lời nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Đáp án của cô như sau. Một hôm, cậu bé đào được củ gì rất kỳ lạ. Khi nấu chín có mùi thơm, cậu bé thấy rất ngon nên đem về mấy củ để biếu bà. Tiếp tục quan sát bức tranh thứ tư, nghe cô kể nội dung bức tranh thứ tư nhé. Cậu bé làm theo lời bà dặn, chỉ mấy tháng sau, loài cây lạ mọc khắp nơi, rễ cây to phình ra, thành củ có màu tím đỏ từ đó nhà nhà hết đói khổ mọi người gọi đó là cây khoai lang đến bây giờ khoai lang vẫn được nhiều người ưa thích qua cô kể nội dung của đoạn thứ tư hãy trả lời cho cô giáo câu hỏi sau hai bà cháu đã làm gì để giúp mọi người hết đói khổ để trả lời được câu hỏi này các em hãy bấm dừng hình để suy nghĩ nhé mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau quan sát nhé. Đáp án của cô như sau. Hai bà cháu đã giúp mọi người trồng cây khoai lang để hết bị đói khổ. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau kể lại nội dung của từng đoạn trong câu chuyện và đã trả lời được các câu hỏi ở dưới bức tranh. Qua câu chuyện này, muốn khuyên chúng ta rằng các em cần phải chăm chỉ làm ăn để và phải biết thương người và chúng ta sẽ được trời Phật phù hộ cho như vậy qua cô giáo kể 4 đoạn các em hãy lựa chọn và kể lại một hoặc hai đoạn cho người thân và bạn bè mình nghe nhé mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta lựa chọn và kể cho người thân mình nghe nào Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong phần 1, đó là nói và nghe. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần vận dụng nhé. Yêu cầu của phần vận dụng như sau: Kể cho người thân về những việc làm tốt của người cháu trong câu chuyện trên. Các em ạ, à, trong câu chuyện trên, người cháu rất tốt bụng Lúc còn nhỏ đã vào rừng đào củ mài cùng bà để kiếm sống Khi lớn lên thì chăm chỉ làm nương, cày cấy để có hạt gạo nấu cơm Lương lúa của cậu bị cháy, cậu đã được uh, bụt phù hộ cho một củ để uh, nuôi sống Và cậu đã đào củ và đem về cho bà sau đó cậu lại còn trồng cây quý đó khắp bìa rừng để cho người nghèo có cái ăn đấy như vậy cậu bé trong câu chuyện là một cậu bé rất là tốt bụng các em hãy kể lại cho người thân mình nghe về những việc làm tốt của cậu nhé tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau